Honda Vision, mẫu xe tay ga quốc dân bán chạy nhất nhà Honda. Hiện nay Honda Vision với giá chỉ 3X. Nhưng một thời đây là sự lựa chọn của các đại gia. Honda Vision cũng là mẫu xe duy nhất của nhà Honda còn sử dụng động cơ 110 phân khối, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Vision 2023 được trang bị cổng sạc điện thoại ngay hộc đựng đồ phía trước, không lo hết pin khi chạy xe. Xe được trang bị đèn pha luôn sáng, tăng tính nhận diện khi di chuyển trên đường. Honda Vision cũng có sàn thẳng để các bạn nữ dễ dàng lên xuống xe. Tại hệ thống Hồng Đức, Honda Vision sẽ có 4 phiên bản cho mọi người chọn nha: tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và bản thể thao. Với dòng xe Honda Vision thì ngoài những màu sơn zin của Honda Việt Nam, bên mình cũng có rất nhiều màu sơn độ cho mọi người chọn nha. Hoặc mọi người thích màu nào á, có thể yêu cầu bên mình sơn theo ý thích của các bạn cũng được. Màu sơn độ thì sẽ có giá dao động từ 3.9 triệu đến 4.5 triệu thôi mọi người. Và đó là tất cả những ưu điểm của dòng xe Honda Vision. Mọi người muốn được xem thêm dòng xe nào nữa cứ để lại bình luận phía dưới nha, mình sẽ tư vấn cho mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Hồng Đức cùng bạn trên mọi nẻo đường.